Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài 44 và 45, đồ dùng loại. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về động cơ điện một pha, về cấu tạo. Động cơ điện một pha có cấu tạo gồm hai bộ phận chính, đó là rotor và stator. Thì rotor là phần quay, tức là cái trục mà chúng ta nhìn thấy trên hình đây. Và khi động cơ làm việc thì cái trục này sẽ quay, gọi là rotor. Còn stator là cái phần vỏ bên ngoài, là phần đứng yên. Phần stator là phần đứng yên cũng sẽ gồm có hai bộ phận, đó là dây quấn và lõi thép. Lõi thép là làm bằng lõi thép kỹ thuật điện, ghép lại thành những hình trụ rỗng, mặt trong có các cực hoặc là các rãnh để quấn dây điện từ. Còn dây quấn làm bằng dây điện từ được đặt cách điện với lõi thép. Các em có thể quan sát trong hình để hiểu rõ hơn. Phần rotor là phần quay. Trên phần quay thì cũng có hai phần, đó là lõi thép và dây quấn. Lõi thép làm bằng lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành khối trụ, mặt ngoài có các rãnh. Dây quấn dạng kiểu lồng sắt, gồm các thanh dẫn đặt trong các rãnh của lõi thép, nối với nhau bằng vòng ngắn mạch ở hai đầu. Trên hình là chúng ta sẽ quan sát được các cái bộ phận, thứ nhất là phần lõi thép, thứ hai là thanh dẫn lồng sắt để nối các lõi thép với nhau. Thứ ba là vòng ngắn mạch. Nguyên lý làm việc. Khi mà có dòng điện chạy qua cuộn dây, trong dây quấn stator và trong dây quấn rotor sẽ có dòng điện cảm ứng xuất hiện. Thì khi đó tác dụng từ của dòng điện làm cho rotor động cơ quay. Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về quạt điện. Cấu tạo quạt điện gồm hai phần chính, đó là động cơ điện và cánh quạt. Ngoài ra còn có các bộ phận như lưới bảo vệ, bộ phận điều chỉnh tốc độ, bộ phận thay đổi hướng gió và hẹn giờ. Các em quan sát hình kế bên thì chúng ta sẽ thấy rằng là phần 1 chính là động cơ điện, phần 2 chính là trục động cơ, 3 là cánh quạt, 4 là công tắc quạt và 5 là vỏ quạt. Về nguyên lý làm việc là khi đóng quạt điện, động cơ điện sẽ quay, kéo cánh quạt, quay và tạo ra gió làm mát. Thì ở dưới hình là một số loại quạt điện mà chúng ta thường gặp, thường sử dụng, trong đó có cả quạt hơi nước. Cần đảm bảo các yêu cầu như sử dụng động cơ điện. Ngoài ra cần đảm bảo cánh quạt quay phải nhẹ nhàng, không bị rung, bị lắc và bị vướng cánh. Như vậy thì nếu như những cái quạt nào mà chúng ta phát hiện ra rằng là khi nó đang hoạt động thì nó bị rung, bị lắc hay là bị vướng gì đó thì chúng ta cần nên là xem lại coi quạt hoạt động như thế nào, sửa chữa kịp thời để tránh hư hỏng. Qua bài học chúng ta đã tìm hiểu về động cơ điện là gồm có hai bộ phận chính, đó là phần đứng yên và phần quay. Phần đứng yên thì gọi là stator, còn phần quay thì gọi là rotor. Tác dụng của dòng điện chạy trong dây quấn làm cho rotor động cơ quay. Động cơ điện là nguồn động lực của các đồ dùng điện, loại điện cơ như quạt điện, máy bơm nước, máy giặt, máy hút bụi, v.v. Chúc các em học bài tốt.